xe buýt biến hình. Tập 23, người đưa thư nhỏ. Các bạn nhỏ biết đây là gì không? Con biết ạ, là phong thư. Đúng vậy, trước đây mọi người đều dùng thư để trao đổi tin tức. Hôm nay chúng ta cũng viết thư nha. Cô Sandy, tụi con có thể viết thư cho bất kỳ ai phải không ạ? Đúng vậy, con phải viết thư cho đầu bếp bánh ngọt của tiệm bánh. Con sẽ viết thư cho fan hâm mộ của chiến đội khủng long. Dodo, bạn đã nghĩ ra viết thư cho ai chưa? Bí mật. Thực ra, Gogobot cũng muốn nhận được thư. Gogobot, tụi mình sẽ viết thư cho bạn. Trường Ánh Dương. Các con hãy xem, đây là mẫu viết thư cơ bản. Thư sẽ viết giống như vậy. Nếu như chữ nào không biết viết thì có thể vẽ ra thay thế. Được rồi, bây giờ các con bắt đầu viết thư đi. Dạ. Cô Sandy, có thể cho con thêm tờ giấy nữa không? Dodo, con đã vẽ nhiều như vậy rồi, vẫn còn vẽ nữa sao? Con thật sự có rất nhiều điều muốn nói. Có thể nói cho cô biết là con đang viết thư cho ai không? Không được ạ, phải bí mật. Được, phải bí mật. Cô Sandy ơi, xong rồi ạ. Được rồi các bạn nhỏ đáng yêu, chúng ta tới hòm thư để gửi thư thôi nào. Dạ. Đây là hòm thư riêng của trường mẫu giáo chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy bỏ những lá thư đã viết xong vô trong đó nha. Dạ. Sao lại bị kẹt nhỉ? Kỳ lạ thật, sao lại có hai tiếng rơi chứ? Được rồi, bước tiếp theo là đợi chú Bù Tá đến lấy thư. Dạ. Cô Sandy ơi, chú Bù Tá khi nào mới tới vậy ạ? Con muốn thấy chú Bù Tá lấy thư của con đi. Các bạn nhỏ đáng yêu, mau coi kìa, chú Bù Tá của các con tới rồi kìa. Chào mọi người, chào chú Bù Tá. Chúng ta hãy nhường đường cho chú Bù Tá lấy thư đi. Cảm ơn mọi người. Chú Bù Tá ơi, bây giờ chú sẽ đi gửi thư ạ. Các chú lấy thư từ thùng thư xong, trước tiên sẽ đem về bưu điện chính, sau đó mới phân tới các thành phố, rồi phân cho các Bù Tá khác đi giao cho người nhận. Kỳ lạ thật, bức thư này là mọi người gửi sao? Bìa thư đã rất cũ kỹ rồi, nét chữ cũng đã mờ đi. Theo như địa chỉ ghi trên bìa thư, chắc cũng phải 20-30 năm rồi. Đây là hòm thư riêng của trường mẫu giáo chúng con. Hàng năm đều có tổ chức hoạt động viết thư. Thư của 30 năm trước tại sao vẫn còn nằm trong này được? Hồi nãy khi con bỏ bức thư của con vô hòm thư, con nghe thấy có hai tiếng rớt xuống. Lẽ nào bức thư vẫn luôn bị kẹt trong hòm thư, cho tới khi con đập vô hòm thư mới bị rơi xuống? Để chú coi, trên bìa thư không có con tem. Theo như quy định của luật bưu chính thì những bức thư không có dán tem sẽ không thể gửi đi. Nhưng lỡ bức thư này rất quan trọng thì sao? Cô Sandy, con có thể gửi đi giúp ạ. Chúng ta có thể không làm phiền tới chú Bù Tá. Gogobot nhất định sẽ có cách ạ. Đúng vậy, Gogobot nhất định sẽ có cách. Được, vậy chúng ta lập tức gọi cho Gogobot. Có tình huống khẩn cấp. Gogobot, ở đây có một lá thư 30 năm về trước. Phải tìm được người gửi thư. Chúng ta cần sự giúp đỡ của bạn. Đã hiểu, Gogobot. Gogobot khởi động nhiệm vụ. Thân xe nâng cấp sẵn sàng. Kích hoạt thiết bị biến hình nano. Xe buýt trường học Gogobot bắt đầu biến hình. Điều tra lá thư 30 năm về trước. Tìm kiếm người gửi thư. Nên chọn xe cảnh sát. Gogobot biến.
cảnh sát trưởng Gogobet lên đường. Cảnh sát trưởng Gogobet đã tới hiện trường. Gogobet, trên lá thư này không có tên, chỉ có địa chỉ 30 năm về trước và một hình cỏ 4 lá. Bạn có thể tìm giúp được không? Không vấn đề. Được thôi, vậy bức thư này giao cho các bạn nha. Cô Sandy yên tâm đi, tụi con bảo đảm sẽ giao tới nơi. Bản đồ mới không khớp với địa chỉ trên bức thư. Mình phải lục tìm kho dữ liệu, đổi qua bản đồ của 30 năm trước. Dodo, nhờ bạn xem điều hướng rồi nói cho mình biết đi như thế nào nha. Không vấn đề. Đã hiểu rồi. Đi thẳng, rẽ trái ở giao lộ tiếp theo và đi thẳng tiếp. Được. Lạ thật, ở đây đáng lẽ có một con đường có thể đi qua mà. Chắc là do diện mạo thành phố thay đổi quá nhanh. Con đường này đã được xây dựng, chúng ta hãy đi đường vòng đi. Dựa theo điều hướng trên bản đồ cũ, chúng ta sẽ men theo con đường cũ này đi thẳng đó, cô Robert. Được thôi. Chúng ta đi qua cây cầu này rồi, đi tiếp một đoạn nữa chắc chắn là tới rồi. Nhưng cây cầu bị rào lại rồi. Cây cầu này quá cũ kỹ rồi, không thể nào đi được nữa. Chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. Có rồi. Dodo, bạn ngồi cho vững nha. Được rồi, Gogobet. Đã tới nơi rồi. Là ở đây sao? Hình như không có người ở. Khó khăn lắm chúng ta mới tới được đây. Dodo, chiếc vòng tay cỏ 4 lá trên tay bà phụ giống với hình cỏ 4 lá trên bức thư, rất có thể là người mà chúng ta cần tìm. Con chào bà cụ. Chào các bạn nhỏ. Các con có việc gì vậy? Bà ơi, bà hãy xem lá thư này có phải gửi cho bà không ạ? Tiểu Đông à, có một lá thư rất đặc biệt nè. Đây là lá thư con viết cho mẹ lúc học ở trường mầm non khu rừng Ánh Dương. Con tưởng là mẹ sẽ không nhận được nó nữa chứ. Đây là hồi ức của cả nhà ta. Cảm ơn cô Robert và các bạn nhỏ rất dũng cảm đã gửi lại bức thư này giúp chúng tôi. Không có gì ạ. Mẹ của chú luôn rất tiếc nuối về ngôi nhà cũ sắp bị phá bỏ, vì ở đây có rất nhiều kỷ niệm mà bà không thể rời xa. Đặc biệt là nhận được bức thư này sẽ khơi lại những hồi ức của cả nhà chú. Mọi thứ đều thay đổi, có rất nhiều thứ không nỡ. Nhưng nhận được món quà quý giá như vậy, tâm trạng bà đã tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn các cháu. Không có gì ạ. Hôm nay con là bưu tá nhỏ. Đây là việc mà con nên làm. Được rồi, thời gian không còn nữa, chúng ta phải về thôi. Nè, tặng cho các cháu. Cỏ 4 lá tượng trưng cho hạnh phúc. Chúc các cháu hạnh phúc vui tươi mỗi ngày. Nếu như trở về trường mầm non thì cứ đi theo hướng này. Xuôi thẳng theo đường quốc lộ, chỉ vài phút là tới rồi. Chỉ vài phút. Tụi con xem bản đồ cũ, lúc tới đây phải đi rất lâu đó.
Sự thay đổi 30 năm khiến cho nhiều thứ trở nên thuận tiện hơn nhiều. Đô Đô, chúng ta phải đi về thôi. Tạm biệt. Tạm biệt. Đô Đô, thư của bạn là gửi cho mình sao? Bây giờ vẫn chưa thể nói cho bạn biết. Bí mật. Nụ cười của mọi người hãy để mình bảo vệ. Các bạn nhỏ, sự phát triển của thông tin liên lạc đã thay đổi rất lớn, đồng thời cũng làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Ngày xưa, chúng ta đã biết dùng dây thừng thắt nút để ghi nhớ sự việc, buộc câu đưa thư, đốt lửa ra hiệu, trạm bưu điện, thả dự báo tin tức. Hiện nay chúng ta đã có máy điện thoại, máy phát, internet. Thông tin liên lạc thực sự trở nên rất thuận tiện và nhanh chóng. Cho nên các bạn đừng quên liên lạc thường xuyên với người thân nha. Hôm nay thời gian tới đây là hết rồi. Tạm biệt các bạn.